Ok bạn ơi, vừa mới bão xong các bạn ạ. Mưa rất là nhiều nên là rất là khó làm video clip. Rồi, chào tất cả các bạn quay trở lại với Thái Chuối TV. Xin chào bạn. Thảo với Vinh đâu rồi? À em biết, cô nó đang thả diều túi bóng ở ngoài cái kia. Thả diều túi bóng hả? Vâng. Thả diều túi bóng là cái diều gì vậy? Nó cứ buộc cái dây vào túi bóng nó bay bay anh Thái ạ. Trời đất, nghe cũng hay đó. Nhưng mà đến giờ quay video clip rồi. Thế để em đi gọi lại bọn nó chưa? Rồi đi đi nhanh đây. Hai thằng này có về quay video không? Anh Thái gọi rồi đấy. Đi. Thế diều ai bay cao hơn? Diều em. Diều là cái này đó hả? Vâng. Đây là diều. Thế hôm nay làm clip gì anh Thái? Anh Thái hôm nay tiền có rồi á. Thì bọn mình thử thách thi thả diều đi anh Thái. Đúng rồi anh Thái. Năm nay cả team bọn mình chưa làm thả diều lần nào cả. Mấy đứa thấy ý tưởng này thế nào hả? Được rồi anh ạ. Nhưng mà bây giờ đi mua diều hơi lâu đấy. Ok, hôm nay chúng mình sẽ thực hiện đó chính là đại chiến thả diều. Đấy, mấy đứa sẽ tự chế tạo ra con diều của mình bằng giấy. Sau đó là chúng ta sẽ thử thách thả diều xem diều ai bay cao nhất. Người đó sẽ giành được giải thưởng đó chính là 1 triệu đồng. Yeah. Diều này là mấy đứa không được mua mà phải tự làm ra cái diều biết chưa? Vâng. Làm bằng giấy, làm bằng túi bóng, làm bằng cái gì thì làm bằng bìa cắt tông cũng được. Ai bay cao nhất thì được 1 triệu. Ai bay cao thứ nhì thì được 500.000. Vâng. Đấy, ai bay cao thứ ba thì là thứ bét rồi, không được tiền. Vâng. Nhưng mà mấy đứa có biết làm diều không đó hả? Biết đi anh ạ. Đừng có làm cho các fan thất vọng nữa ha. Vâng. Anh yên tâm. Rồi còn chần chờ cái gì nữa, đi kiếm đồ và làm thôi. Đi đâu? Bọn mình đã chặt được áo khung chia để làm diều rồi các bạn ạ. Giờ chỉ đợi bọn anh Bèo cầm giấy với dụng cụ đến làm diều thôi. Bọn mình đã mua đầy đủ giấy và keo kéo để làm diều rồi. Bọn mình sẽ làm diều giấy. Cô bọn mình mang lại đến đây để ăn trong lúc làm diều. Linh đưa đây. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ quất cái cây tre này nhỏ nhỏ để làm cái khung diều. Mà cây to thì khó bay lắm. Rồi mình đã quất xong cái khung diều. Bây giờ mình sẽ làm mái diều. Hay mình sẽ để lên để mình đo. Bây giờ mình sẽ kẻ sau đó cắt. Cắt cho nó thành một hình thoi các bạn ạ. Mình đã có một khung diều và một mái diều. Bây giờ mình sẽ gắn khung diều với mái diều vào với nhau. Bây giờ mình sẽ dính bằng keo quan phoi các bạn nha. Đấy, bao chắc luôn các bạn nha. Đấy, vậy là được một đầu rồi. Đây là tất cả khung này của mình. Bây giờ mình sẽ xếp ra và buộc dây. Sao lại có cây ngắn thế này nhỉ? Rồi ơi, mình đôi nhầm mất rồi. Bây giờ mình phải đi đéo lại. Đây mới đúng nè. Rồi, bây giờ mình buộc cái đuôi nữa là xong các bạn nhá. Mình đã làm được một cái khung hình tam giác rồi nha. Bây giờ mình sẽ chặt những cái phần thừa đi. Mình dính quá tay nên nó dính vào đất rồi các bạn ạ. Làm thế nào lấy lên bây giờ nhỉ? À em biết. Cái gì? Bây giờ chị đâu? Ôi giời, càng dính thêm à. Ôi chết rồi. Vậy là mình đã dính xong. Bây giờ mình sẽ buộc cái đuôi nữa là xong rồi. Rồi, mình đã làm liều xong đầu tiên. Bây giờ mình sẽ hộ cả team, có việc gì làm thì mình hộ. Chứ không thì nó hết gió thì lại tiếc. Hiếm khi bão mới về một lần. Mình rất là cần cơn bão này. Ai cần tao hộ làm gì không? Yeah. Tao. Đây, hộ tao một cái lều, cái giày cong đây nhá. Cái hình vòng trăng ấy nhá. Vầng trăng. Vầng trăng nha. Mày yên tâm đi. Vầng trăng à. Xong rồi cô đây. Ờ cảm ơn nha. Nè. Vầng trăng rồi cô đây à. Lại phải cởi ra các bạn ạ. Nhìn giống cái bầy chó lắm các bạn ạ. Không nhớ được cái sự gì. Úi giời. Bầy chó các bạn ạ. Các bạn ơi, mình đã làm xong cái khung của con diều này rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái mái của con diều các bạn nhá. Mình sẽ dùng túi ni lông các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đi về chuồng lợn nhà mình lấy hai cái túi ni lông các bạn nhá. Ai hốt đi mà. Đây mình lấy cả túi cắm bóng cắm lợn rồi các bạn nhá. Chân quá. Wow. Đuôi đẹp.
diều đẹp. Ôi cái đuôi này cất gọn vào, nó sẽ rách bây giờ. Tránh xa hổ cái ra các bạn ạ, nó gớm lắm. Ok đâu, một cái này nó gần quá trăng luôn. Mãi mình mới xong hình diều cá mập rồi các bạn ạ. Bây giờ mình dán vào thôi. Đây. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ cắt theo cái đường thẳng của con cá mập này là được. Bây giờ đến cái đoạn mình buộc dây diều các bạn ạ. Tí nữa mình sẽ buộc cái dây giữ diều vào đây là xong. Mình buộc dây là xong cái lều nữa các bạn nhá. Nhanh nhất tem luôn. Màu giấy trắng này nó không có gì đặc biệt nên mình sẽ trang trí vào. Mình sẽ làm một cái tay cầm để cuốn dây, không thì không có gì cầm nó bay mất. Mày ok cái gì? Diều tao đẹp, tao biết rồi, không phải ok. Em bị à? Cái áo con coi dính một tay. Ra lấy nước mà thấm đi, cứ đấy mà khoe cái gì. Diều của mình đã hoàn thành rồi, diều của mình có 3 cái tua các bạn nhá. Tua rồi. Lại phải dính cái mới rồi. Ok, của mình xong rồi các bạn ạ. Bây giờ chờ cả tiếng xong rồi của anh Thái ra rồi đi bay thôi. Xong chưa? Rất xong rồi, anh đang tôi mở hội em. Nhanh anh còn bảo anh Thái ra chấm điểm. Bọn anh làm xong hết rồi. Rồi đấy, bây giờ bọn mình sẽ gọi anh Thái ra rồi thi bay. Bọn mình ai cũng có một cái diều tự chế rồi. Đi thôi. Ok các bạn ơi, bây giờ bọn mình đã di chuyển đến khu vui chơi thanh thiếu niên Đem Trẻ Châu. Các bạn còn nhớ bọn mình có một video trượt từ trên cái núi xuống này. Các bạn mà chưa xem thì nhớ vào kênh Thái Chuối và tìm nhá. Còn bây giờ là bọn mình sẽ di chuyển sang cái cánh đồng bên kia. Rất là rộng để thả diều. Bây giờ mấy đứa có con diều của mình rồi đúng không? Vâng. Đấy, anh chuẩn bị tiền đây rồi này. Đây. Vâng. Ok. Xin gì thì đã thi đâu mà xin. Cầm chắc nhá, trong gió thổi bay mất diều đây. Thằng Thảo đâu rồi? Thảo kia rồi, đây đây. Ôi rồi, lạc rồi em. Đi mà không đợi em đi nhanh đứt cả dây này. Ôi thế hả? Rồi đi sang đây, ok đi thôi. Gió to mấy đứa? To ạ. Nó bay hết cả tem này. Tem toàn những siêu mỏng cánh. Chỉ cần cái gì này. Các bạn ơi, mình phát hiện ra một quả trái cây rừng. Lâu lắm bọn mình chưa đi làm clip tìm trái cây rừng ăn rồi. Đây mình vặt quả này cho các bạn xem. Hay chung hoa thương quả nhá. Quả này ăn rất ngon các bạn nha. Ok các bạn ơi, bọn mình sẽ đi chuyển sang bên đồng cái này rất là rộng. Cái gì này? Nó bay mất đuôi anh ạ. Đuôi của đứa nào đây? Đuôi khanh. Anh tiểu thư mất đuôi à? Rồi, mấy đứa đứng gọn đây. Sẽ chơi theo cặp đi. Ai với ai thi đấu chứ nào? Em với Vinh. Rồi. Hai anh cu nhỏ nhất. Em với Tùng. Rồi, Thương và Khanh. Xem diều của ai bay cao nhất nhá. Vâng. Đội đầu tiên ở chỗ giữa trước đi. Vinh và Thảo. Đây là diều gì đấy em? Diều cá mập. Đây là diều gì em? Diều hình ngôi nhà anh Thái. Hình ngôi nhà anh Thái luôn. Ok. Đây là diều cá đuối. Đây là cá mập hay là cá giặt dẹo gì đây? Rồi, cá mập này. Diều cá mập nha các bạn. Mình tưởng diều cá mắm. Rồi, đây. Chạy bằng dây chỉ liệu có đứt không đây? Này, dây chỉ bé tí thôi này. Chẳng lắm anh ạ. Ok, thế còn bên này chạy bằng dây gì? Em không dây chỉ. Dây chỉ màu xanh. Rồi ok, diều ngôi nhà và diều cá mập. Để em là người hô bắt đầu anh nhá. Nào đứng hai bên nào. 3 2 1 bắt đầu. Ai ơi mà. Ok, Diều Vinh đứt rồi, thua cuộc, không cần xóa độ cao luôn. Thảo Đen giành chiến thắng. Yeah! Lượt tiếp theo. Đến lượt mình để hiện các bạn nhá. Thảo Đen đợi vòng chung kết nhá. Vâng. Bây giờ sẽ là trận thứ hai. Tùng Đen và Cún VD. Khanh và Thương chuẩn bị cầm đuôi diều cho hai hành cu lớn. Vinh cố gắng ở lượt sau buộc dây lại và tí có vòng vé vớt nhá. Diều này diều gì đây? Diều này có tên là Vầng Trăng Qua Đơn. Vầng Trăng Qua Đơn. Vâng. Nghe tên mình buồn biết thua rồi. Diều này tên gì hả anh Tùng? Diều này có tên là Mãng Xà Tung Cánh. Wow. Nghe tên với vẻ chết này liệt đấy. Vâng. Rồi, nào đã ra chưa? Rồi. 3, 2, 1 bắt đầu. Diều gì có bay đâu. Cú lên rồi, diều của anh cú lên rồi. Ôi rồi, ôi rồi, ôi. Rồi. Tùng bay đâu em? Đã ta chưa? Đây.
Bé ơi, quên mà lấy hình dấu rồi. Con đi về. Ok bạn ơi, trận thứ hai là cún thắng và trận thứ ba là thương thắng. Yeah. Rồi, bây giờ đến vòng chung kết cùng có 3 vận động viên: Thương, Cún và Thảo Điền. Không có em ấy. Tùng Liệt. Em ơi. Em Liệt nào? Chung kết sẵn sàng chưa? Rồi ôi. Diêu của Thảo đẳng cấp thế. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh thì chó phải có mắm tôm. 3 2 1 lên đi. Chiến này kết thúc rồi. Rồi ơi, lều của mấy đứa làm cắm trại nhiều lú rồi các bạn ạ. Diều của mấy đứa làm thổ tả quá, nó không bay nổi, nó bay thì cứ lên tí tí là nó rơi rồi. Thôi, nhưng mà vẫn phải trao cho người mà bay bay đều mà nó cao nhất chính là Cún BD. Giải nhất là 1 triệu đồng. Yeah. Ok, chúc mừng em. Okay, em xin anh Tài. Con giải đông giải nhì. 500.000. Thương và Thảo. Rồi, cái video này kết thúc ở đây được rồi. Lều của mấy đứa rách tươm hết rồi. Diều. Diều của mấy đứa rách tươm hết rồi. Nói chung là diều giấy nên là không chơi được lâu đâu. Đâu diều của Thảo Đen đâu? Của em rách hết rồi, rách tươm rồi. Lều của diều của Thương đâu? Cũng rách hết rồi. Của Vinh đâu? Của em đây. Đây. Trời đất, lều cá mắm của Vinh ghê thế. Lều tên lửa tàn cắm đất đây các bạn ạ. Lều Cún đâu? Ồ lều Cún, nói chung là lều Cún vẫn đỉnh hơn, đó vẫn còn nguyên này. Nhưng mà lều Cún là không làm từ túi bóng, à không làm từ giấy, mà làm từ cái như kiểu cái bao, cái vải nhựa ấy các bạn ạ. Thôi được rồi, cái video này bọn mình kết thúc tại đây được rồi. Bọn mình ra đây nắng nôi rất là vất vả. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, mong rằng các bạn sẽ yêu thích cái video này. Các bạn hãy ủng hộ Tem Thái Chúa như nào nhờ? Ngay! Đăng ký kênh! Bấm chuông! Chia sẻ video! Rồi! Chia sẻ thật nhiều trên các hội nhóm Facebook và các thứ để cho nhiều bạn biết đến kênh Thái Chuối TV nhé. Bye bye các bạn. Bye bye.